hôm nay là kém đường bằng thanh anh em này, kém đường bằng thanh thanh sắt hộp này, cái này kém này rất là nhanh. Đây đây là tự nhiên luôn em, luôn luôn làm bằng bữa này nó không vội gì nữa đi nhá. Cái này mình làm thoải mái, nó dẻo. Lan nó vuốt xong cái này nhá, vuốt xong là đủ rồi, là mình mới lấy cái thước kia mình gạt luôn. Là cái nó thành cái này, cái thanh này làm là nó tôi chơi luôn, cái này cách làm rất là nhanh. Phun ra bên này luôn anh ạ, phun cho cho luôn này. Đây đây đây. Anh em trên giá là hỗ trợ nhau ấy. Hơi như này là hơi như này là đang để nhỏ đấy anh em này, nó hơi to. Hơi nhỏ đấy cho lên đi. Có thích hơi to thì là hơi to. Đấy. Đấy. Anh em thấy không? Cái mạnh là mình điều chỉnh được, nặng nhẹ. Đây là phiên tầng 2 anh em nhé. Anh xuống anh bảo các anh nhả máy ở dưới kia cho nó cao hơn gì nhá. Cao gì? Nhả nhanh chậm đi. Ngồi xuống anh ơi. Ngồi xuống. Đấy. Đây là phun ngang. Nó vào được thì được. Đây là phun cao ngang gì nữa. Phun 2 này. À đúng rồi, đây là phun 2 thì được chỉnh dần đây. Đây là bút luôn à. Bút luôn nhanh, bút luôn đi. Mai bút luôn. Anh giải có cái cách kén bằng bằng thanh kén rất là hay anh em ạ, anh em nên học hỏi anh giải. Rồi. Làm rất là nhanh. Cứ đưa dần dần thôi anh ơi, cứ đưa dần dần thôi, nhanh quá đâu. Đấy, bắt đầu là hết hết một ngang rồi, bây giờ thành dọc quay rồi đấy. Lên tay ngay. Một lát là luộc ngay. Đấy, giờ còn tay là luộc ngay. Cho nó sát vào tí anh ạ, muốn cay thì cho nó sát vào tí. Máy đang đặt ở dưới tầng 2 anh em này. À dưới tầng 1 anh em này.
Và đây là anh kỹ thuật bên tôi đang hướng dẫn cho các thợ trộn vữa và hoạt động ở dưới máy này. Anh em lưu ý là những anh em ở dưới này rất là quan trọng, vận hành được cái máy tốt và cách làm đúng cực kỳ quan trọng. Vật tư cát này, máy trộn này, máng chưa vữa này, máy chứa và tầng dung này, máy này. Cuộn này khác chưa anh? Cuộn này khác chưa? Chuẩn đi. Đấy, coi như bề mặt sao chỗ nào thiếu ấy là mình ấy thêm, bù thêm là mình gạt bằng cái này luôn. Đấy. Ok anh em chưa? Rất là nhẹ nhàng nhá. Nhiều người anh em hay bảo là cái vữa mà đặc biệt là dành cho máy phun vữa này có phụ gia nên là nó dính nặng tay, nhưng mà đối với thước này thì là quá nhẹ nhàng luôn anh em ạ. Thế được không anh? Thế thước này được không anh? Được anh? Đấy. Đó. Đấy, lượn vào cái ghế luôn. Đấy, chú kiểu ra. Đấy, ở dưới chắc là mình không có thiếu, kể cả thiếu đấy.